Chào các bạn, mình muốn nói tới một cái mạch khuếch đại âm tần nó tương đối là đơn giản và phổ thông. Chỉ để sơ qua để mà nhắc nhở nếu mà bạn chưa biết thì cái mạch này nó tương đối đơn giản, hữu dụng nha. Bây giờ mình sẽ đi vô trong những cái chi tiết để mình thấy. Thì mình có một cái cặp kêu là điện chuyển, một là một cái NPN, một cái là PNP. Thì cái này nó loại kêu là push-pull, có nghĩa là đẩy kéo. Để tôi viết xuống đây. Push là đẩy, pull là kéo. Rồi nó là complementary là bởi vì một cái nó là NPN, mà còn một cái nó là PNP. Thì cái cách vận chuyển của nó thì cũng đơn giản thôi. Trong một cái bán kỳ thì cái NPN này nó sẽ dẫn điện và nó nạp qua cái động điện C2 và nó cũng vận chuyển cái tải là cái loa. Rồi trong một cái bán kỳ thứ nhì, mình sẽ thấy cái PNP này nó sẽ dẫn điện và nó sẽ xả điện ra từ cái động điện 220 microfarad này, nhưng mà đồng thời nó cũng kích hoạt cái loa. Thì có nghĩa là chàng NPN này là trên cái bán kỳ dương và cái chàng NPN này là làm việc trong cái bán kỳ âm, thì cái đó mình mới kêu là complementary. Cái điểm hay nó là cái loa này nó có cái rất ít cái lượng điện một chiều chạy qua nó, thành ra nó tương đối bền. Nếu mà mình để cho cái lượng điện một chiều mà chạy qua cái loa rất nhiều thì nó sẽ bị thứ nhất nó cái cách vận chuyển nó, bởi vì nó có một cái cục nam châm trong đó kêu là permanent magnet, mà nếu mà mình để cái dòng điện lớn quá đi qua cái loa thì cái loa nó đã bị phân cực bởi cái dòng điện đó, thành ra nó cái giới hạn của cái chuyển động của cái loa đó nó sẽ bị ngắn hơn một bên, bởi vì nó đã bị phân cực về hướng đó rồi. Thứ nhì là cái cuộn loa, dây loa nó sẽ nóng lên, thành ra mình muốn giảm cái dòng điện đi qua cái loa cho bất cứ lúc nào mà mình có thể. Thì trong cái trường hợp này chỉ có cái dòng điện duy nhất là cái dòng điện phân cực cho cái điện chuyển này nó đi qua cái loa thôi. Cái dòng điện đó tương đối cũng nhỏ, khoảng chừng dưới 1 mA. Rồi bây giờ mình nói tới cái gì? Cái hay của cái mạch này nó là cái dùng cái sự phản hồi âm đi qua cái điện trở A12 này cho hai chuyện. Thứ nhất là phân cực và thứ hai là kiểm soát độ lợi. Bây giờ mình nói về phân cực đi. Giả sử như mình không có cái điện cái chàng diode này, cái chàng diode này mình để vô đây chỉ là để bảo vệ cái mạch khi mà người ta nối pin ngược. Nếu mà bạn có thể bảo vệ nó bằng một cách nào đó, hay là bạn đã ráp nó vô trong một cái mạch mà bạn biết chắc là bạn không có vấn đề thì không cần xài cái diode đó. Tuy nhiên thì nếu mà mình có 9V ở đây đi, giả sử mình có 9V ở đây thì cái cầu này nè, cái cầu A6 với lại A3 này nó lập ra một cái cầu bằng 3/5, cái đó là cái A6/A6 cộng với lại A3 nhân cho điện thế 9V. Thì cái điện thế tại đây nè, mình sẽ có là 27/5, tức là 5.4V ở đây. Thì một cái drop khoảng 0.7V ở đây, mình sẽ có cái điện thế ở đây là 4.7V. Cái này là bằng 5.4 trừ 0.7. Thì 4.7 này với là một cái lượng điện nhỏ đi qua cái điện trở A12 này, thì tại đây mình có nó khoảng 4.5, tức là chính giữa cái điện thế 0 với lại 9V. Thì có nghĩa là mình ở trong cái trường hợp tốt nhất, cái điểm này nó có thể đi gần tới 9 hay là gần xuống tới 0. Thì cái đó là cái điểm tối ưu. Đó là mình nói về cái phần phân cực. Cái phần thứ nhì mà mình muốn nói tới đó là cái hiệu ứng kêu là negative feedback, tức là phản hồi
phản hồi âm. Thì cái phản hồi âm này là gì? Khi mà mình có cái điện thế ra ở đây, cái mạch điện này, phản hồi âm á, mình nói nó là như vậy. Cái độ lợi mình được quyết định bởi cái tỷ số của cái điện trở A12 trên cái điện trở A11. Thành ra cái độ lợi của nó, mình có thể lựa cái trị số của cái điện chuyển A11, chẳng hạn như 22 ohm, thì mình có thể được nó đến khoảng, theo lý thuyết á, nếu mà tại cao tầng đó thì nó có thể là 2.2 kê chia cho 22, tức là khoảng 100 lần, có nghĩa là 40 dB độ lợi và 20 dB độ lợi về điện thế. Nhưng mà bởi vì nó có những cái vấn đề khác cho nên và có cái giới hạn của cái động điện này, cho nên cái độ lợi nó thực tế mình chỉ thấy chừng khoảng 37 dB thôi. Thì nếu mà bạn muốn có độ lợi thấp hơn thì bạn tăng cái trị số của cái điện trở này lên. Mình không có thể giảm cái điện trở này quá nhiều, bởi vì nếu mà mình giảm quá nhiều thì mình không có thể nào đi ra tới một cái tín hiệu mạnh ở ngõ ra mà nó không có bị méo, là tại vì mình muốn cái độ lợi của cái mạch có cái phản hồi âm tương đối vừa đủ mà không có lớn quá, bởi vì cái độ lợi của những cái điện chuyển này nó có một cái mức giới hạn. Rồi, bây giờ mình nói tới cái này, thì đây là cái đường kêu là response curve, tức là cái đường biểu diễn của ngõ ra độ lợi tính theo dB. Thì bạn thấy cái khoảng cái điểm trừ 3 dB của nó đâu cũng khoảng về khoảng 500 tới 600 hertz. Rồi đây là cái đường biểu diễn khi mà mình cho một cái tín hiệu hình sin 1 kHz ở ngõ vô với lại cái biên độ là 30 mV, tức là 60 mV đỉnh tới đỉnh. Thì mình thấy ở ngõ ra mình có thể được tới gần được tới 6 V đỉnh tới đỉnh. Nếu mà nó đụng tới đường này với đụng tới đường này là mình được 6, mình đã gần thôi. Nếu mà cái tải của mình mà nó xuống thấp tới khoảng như là 8 ohm thì mình chỉ được cái công suất lên, mình không được cái đó, mình mà nó bắt đầu nó bị méo, thành ra mình phải giảm cái công suất nó ra. Thì với một cái loa 16 ohm mà cái biên độ bao nhiêu đây thì cái công suất nó ra nó vào khoảng theo như tôi tính vào khoảng 200 mW. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.